Xin phép thủ trưởng, cho em được tới Thanh Động. Nghĩ kỹ chưa? Cô ấy bị bắt cóc ngay trước mắt em. Em không thể để yên được. Hơn nữa thì sao? Nếu như còn cái điều gì lăn tăn, cứ đề đạt thẳng với mình. Vụ bắt cóc làm anh chắc chắn có liên quan đến băng nhóm buôn bán ma túy ở Thành Động. Băng nhóm này lại là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh của Tiền Trắng. Đây là kẻ tình nghi trong vụ trọng án chết người cách đây mấy năm dưới chân cầu Thiên Đường. Không nhất thiết phải đẩy sự việc đi quá xa như thế. Tuy nhiên, nếu cậu nhất định đi Thành Động, hãy để đội 1 hỗ trợ. Đáng lẽ ra hôm nay là ngày giỗ của mày, nhưng anh già nhờ tao nhắn đến mày một câu. Đất có thổ công, sông hòa bà, muốn vào đây phải biết ai là chủ. Cho tôi quên đi hết sự thật và được chết. Cho tôi tìm ra lối nơi mê cung tâm tôi.